Hello các bạn. Hello các bạn. Hôm nay là mình quay hình chế tiến hành trò chơi quay Lego. Lego ship hình. Lego con sấy thời gian. Vô bật. Các bạn thì đủ chưa? Đủ chưa? Quá nhiều rồi. Quế hụt này nè. Rồi bắt đầu quay nha quay. Dạ. Ai quay lâu hơn nha. Không quay được, không mạnh mẽ lên nè, nha nè, anh ta quay nè. Con nó văn nè, bốn con Ninjaro nè, ở đây ngồi nè. Để nó quăng ra ngoài không đi. Rồi, một em đã bị bay ra ngoài rồi. Tè tè tè. Không biết quay. Mạnh. Cầm mạnh, quay mạnh lên. Mạnh ừ, quay chỗ nào, chiều nào cũng được chứ. Ừ, được. Quay chiều nào, ừ, quay chiều đó đó. Ừ. Đây nè. Nó quay nè. Không quay mạnh hơn con mà, nó tay không mạnh hơn con mà. Tay con đâu mạnh đâu. Okay. Thôi mạnh mẽ lên. Dạ. Ủa này đi làm xe gì vậy? Thôi chưa. Âu, chạy vô. Rồi xích cái đầu luôn. Không vậy. Con Lego nó bị xích cái đầu. Phải gắn vô đó. Ủa còn ba ăn con nè. À, ừ. Gắn này vào. Mạnh mẽ vô. Ninjaro là chịu không nổi cái con quay này rồi. Ninjaro này yếu quá rồi. Quay lại tập 2. Tiếp tục. Nè, nào quen. Đang chơi rồi Nguyên ơi. Chơi đóng cửa lại kìa. Ừ, nặng nó đi. Tốc độ quay siêu tốc. Cấu Nin. Ninjago. 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 Tiếp tục gắn lần nữa. Tao nói nè. Quay không được là thất bại luôn. Ninjago. Khả năng con mấy con ninja này đu không nổi vô cái con quay này. Quay này quá mạnh nè, lực tay quá mạnh. Rồi nhìn nè. Rồi tiếp tục bay luôn cái nắp luôn rồi. Bay luôn cái nắp quay rồi. Thấy quay nhìn thấy ngóc cái đầu ra kìa Nguyên. Nhìn mấy con Ninjago nó bị ngã đầu luôn rồi kìa. Nó xích cho luôn rồi kìa. Nó rớt ra ngoài luôn rồi. Chị, con lấy con sao đều được. Bốn con mới đều được. Con kiếm con khác đi còn nữa mà. Hết rồi. Nằm cái con nặng. Con zombie á, nó bị gãy chân rồi. Cái con men đó. Con men hả? Ừ. Con men nó có. Có. Rồi. Ráp vô bộ ráp trắng rồi. Đổ ra coi. Ba men nè. Ừ, ba men đó. Ba men đó nè. Mình xin ba men trước cái tay rồi. Trước đâu? Kiếm cái còn tay mà. Rồi dùng ba men cho con nó quất lại nè không em. Dạ, đổ rau. Dạ. Đổ ra đi, đổ ra đi. Dạ. Đổ ra lát con lùm vô nghe. Dạ, con lùm nè. Hình con quay luôn rồi mình nghe. Quay siêu tốc là quay tiếp. Quá đỡ được chơi rồi. Quá dữ rồi, quay nó quặn quá giòn rồi. Đừng có quay nữa nha. Anh cho nó quay thử coi nó mạnh không. Con đậm chết chết luôn rồi nè. Lộn lại đi chơi rồi quay nữa. Quay rồi nó đổ nó bây giờ. Quay thì sao thằng này nó bay ra không được chứ? Nó bay ra ngoài hết chưa nổi, bay ra ngoài đâu. Ô. Mấy cái gì chơi này. Lắm lại. Rồi, kết thúc cuộc chơi. Con quay nó mạnh quá các bạn ơi. Con quay thần thánh thiệt. Chính là con quay thần thánh thiệt của cha thiệt á. Phải không cha? Tốc độ quay mà bay mấy con rô đeo lên hết rồi.
Rồi đứt cái thằng luôn Nguyên ơi. Nè, nó bay mất tiêu của mình luôn rồi. Thằng nào cũng bị gãy hết trơn à. Của mình nó đâu kiếm của mình không ơi. À biết. Đâu có biết đâu. Đứt cái mình mất tiêu rồi. Đồ qua đây nè. Sức luôn. Đây kìa Giang. Mày giống như đĩa bay không em? Đĩa bay không trụ. Mày giống như đĩa bay không? Đĩa bay giống như vậy. Quay ngược cái đầu lại coi thấy cái ngầu không? Vậy nè. Nguy hiểm quá. Sao quá? Nè em. Ủa? Ở trái này cha còn thằng chút nữa nè. Rồi chứ cái đầu luôn rồi. Quay chứ cái đầu luôn rồi. Cha nhìn nè cha. Quay hay dữ luôn biết nữa. Ừ. Nhìn nè. Quay lần nữa coi. Khả năng nó quay được không? Quay lại cha cha. Đừng quay lần này, nữa nè. Quay lần nữa nè quay. Tốc độ nghe. Tao đỏ nó quay tanh bành hết trơn luôn rồi. Gãy đầu hết trơn rồi. Đúng thì con quay phá hoại. Gãy đầu mấy nhỏ hết trơn rồi. Cái này là con quay phá hoại, không phải là con quay vô cực nữa. Cha ơi, cha tìm cái tay này cho con tay đỏ. Tay đỏ nào? Tay đỏ này nè. Mắc luôn hả? Không biết cái đầu kiếm nữa. Tìm cho con. Lại kiếm con quay vô cực này nó kêu cho coi. Rồi nó càng coi. Quay cho nó càng nó kiếm coi, thấy gì sao có không. Rồi con quay vô cực đi kiếm đi. Cạch 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 đi xé nha. Phải này không? Đâu. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Quay vô cực thật là hay. Một xíu là nghe ngay. Còn kiếm gì nữa không? Con quay vô kiếm cho. Không hết rồi. Gì? Trời, chú cực quá hành bánh xe. Quay lặng, cận. Rớt luôn. Rất là cho hay thiệt á. Nhắn lại. Chơi chính là cho hay thiệt. Cầm cái này là phải làm được cái không em? Dạ. Cái khiên của thằng nè. Đội trưởng Mỹ nè không em? Dạ. Này chắc làm được cái khiên của đội trưởng Mỹ không? Không biết làm không? Dạ. Biết mà. Biết không? Biết. Anh tròn lắm, không có làm được.